tay không đào khoai. Bà ơi, bà dậy uống thuốc đi cho đỡ ho ạ. Bà ơi, bà nhanh khỏi bệnh nha. Bây giờ cháu đã lớn, từ nay trở đi cháu sẽ đi kiếm củi để lấy tiền mua thuốc cho bà. Ruộng lúa nhà mình sắp thu hoạch được rồi, cháu sẽ nấu cơm cho bà ăn. Bà nhanh khỏe nha bà. Bà sắp khỏi rồi. Cháu đừng lo. Thấy là bà sắp được ăn cơm trắng, không còn phải ăn củ mài nữa rồi. Cái gì thế? Sao khói lại bốc lên thế kia? Trời ơi, ruộng lúa của mình đã cháy thành tro, biết lấy gì cho bà ăn bây giờ? Hỡi cậu bé kia. Ông là... Ta là Bụt đây, làm sao con khóc? Hỡi, ông Bụt, ông ơi, bà con đã già yếu lắm rồi. Con đã lớn nên con đã cày cuốc đêm ngày chăm sóc cho ruộng lúa. Thế mà sắp đến ngày thu hoạch rồi thì lửa cháy theo rụi hết. Con buồn lắm, cả đời bà cháu con gian củ mài, những tưởng từ nay. Thế mà lửa theo rụi hết rồi, con biết lấy gì cho bà con ăn đây? Con thật là một cậu bé hiếu thảo. Được, ta sẽ cho con một điều ước, con hãy ước đi. Thưa Bụt, con chỉ mong bà con không bị đói, bà con già yếu lắm rồi. Được, ta sẽ cho con được toại nguyện. Ôi, ông Bụt, ông đâu rồi? Ông bảo sẽ cho con được toại nguyện mà, ông đâu rồi? Mùi gì thơm quá, ngon quá, mình phải đi tìm xem mới được. Là củ gì mà thơm vậy? Thơm quá, củ này chắc ăn được. Ôi, thơm quá, ngon quá. Mình chưa bao giờ được ăn củ gì ngon thế này. Chắc ở dưới và xung quanh vẫn còn nhiều lắm. Mình phải tìm, mang về cho bà ăn mới được. Thế là bà mình không phải nhịn đói rồi. Đây là cây gì nhỉ? Sao nhìn lạ vậy? Thì ra là cây này, nhất định là nó rồi. Mình phải mang cây này về trồng mới được. Bà ơi, cháu vừa nhìn thấy một loại củ rất thơm ngon. Bà ăn đi cho khỏe. Vậy hả cháu? Bà ăn đi ạ. Bà ơi, củ này ngon không ạ? Ngon cháu ạ, rất thơm, bùi mà ngọt nữa. Bà ăn vào mà thấy khỏe cả người. Nhất định thứ của này là do ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta. Lát cháu hãy đi chia cho mỗi nhà một ít, rồi đi tìm thêm thứ cây quý đó, trồng ở khắp bìa rừng, bìa suối, để mọi người nghèo cũng có cái để ăn. Vâng ạ. Thứ củ được cậu bé phát hiện ra có vị thơm ngon, ngọt bùi. Cho đến bây giờ, thứ củ ấy vẫn được nhiều người ưa thích. Và chúng ta vẫn thường gọi đó là củ khoai lang. Cuộc du ngoạn của cá rồng đỏ. Cá rồng con, về nhà thôi nào. Cá rồng con ơi, con ở đâu? Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng có đi vào những chỗ ấy, nguy hiểm lắm. Con chỉ vào được một chút xíu mà mẹ, không sao đâu ạ. Chúng ta về thôi con. Nhanh nào, cá rồng con. Vâng, con vẫn theo sát mẹ mà. Mẹ đừng có lo,
biển đẹp và hùng vĩ quá anh ạ. Mai chúng ta lại ra đó tiếp nhé. Ở đó còn nhiều điều thú vị lắm. Anh Nhạn ơi, biển ở đâu đẹp thế? Thế chú em chưa ra đó bao giờ sao? Vâng. Biển vô cùng tuyệt vời, nước xanh biếc, rộng mênh mông, tha hồ bơi lượn mà lại nhiều cảnh đẹp nữa chứ. Thật à, em cũng muốn được ra biển. Mai chúng tôi đi đấy. Chú có đi thì ra đây đi cùng chúng tôi. Vâng ạ. Trời ơi, con có biết ngoài đó nguy hiểm như thế nào không? Môi trường sống khác nhau hoàn toàn. Con làm sao có thể lường hết được những nguy hiểm khi đặt chân tới đó cơ chứ? Đi mà mẹ. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật kỹ càng thì con nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Không được, con hãy bỏ ngay ý định viễn vông ấy đi. Mẹ không đi cùng mình thì mình tự đi. Chú cứ bơi theo hướng này là sẽ ra tới biển nhé. Chúng tôi đi trước đây. Hẹn gặp chú ngoài đó nhé. Vâng. Đó là gì nhỉ? Nhìn lạ quá. Sao người mình đau ê ẩm như thế này? Cảnh vật ở đây thật lạ, thật đẹp. Chẳng nhẽ đây là biển ư? Đúng rồi, mình đã ra tới biển. Thích quá, thích quá. Chào bạn. Ừ, hình như tớ chưa bao giờ nhìn thấy bạn. Ừ, tớ mới từ sông ra đây. Hẳn nào, nhìn bạn rất lạ. Cho tớ đi cùng với. Ừ. Ôi, đẹp quá. Khác hẳn với nơi mà tớ đã từng sống. Vậy à, rồi bạn sẽ thấy nhiều cảnh đẹp hơn thế. Thật á, đáng nhẽ tớ nên đến đây từ lâu rồi mới phải. Ở đây đẹp thật đấy, nhưng bạn phải nhớ cẩn thận. Gặp phải cá mập thì... Cá mập á? Cá mập là loài cá như thế nào? Một loài cá vô cùng hung tợn. Tất cả các loài sinh sống ở đây đều phải sợ cá mập hoặc dè chừng chúng. Cá mập, cá mập tới. Cá sông, cá sông. Một miếng mồi ngon lành hấp dẫn đây. Con mực chết tiệt kia, hãy chờ đấy. Cá mập đi rồi, cháu có bị thương ở đâu không? Mà cháu từ đâu tới, bác chưa gặp cháu bao giờ. Dạ, cháu từ sông ra đây. Cảm ơn bác đã cứu cháu. Cháu không ngờ biển lại nguy hiểm đến vậy. Thật ra, mỗi loài sinh ra ở một môi trường và có những đặc điểm để thích nghi với môi trường ấy cháu ạ. Nếu cháu đủ dũng khí để ra biển thì hãy chuẩn bị đủ hành trang, tìm hiểu kỹ về nó để tránh gặp những nguy hiểm như hôm nay. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Còn bây giờ, bác sẽ hộ tống cháu đi tham quan lòng biển, sau đó sẽ đưa cháu về nhà an toàn, hiểu không? Dạ, vâng ạ. Mọi thứ đều có thể lớn lên. Con đến đây được rồi, con sẽ tự vào lớp ạ. Được rồi, ba về nhé. Học chăm chỉ nhé con. Vâng. Thằng Jim đến rồi đấy, tụi mình vào trước đi. Bạn bè đứa nào cũng nhanh nhẹn, mà thằng bé thì từ nhỏ đã đi lại khó khăn vì chứng bại liệt tai ác. Chắc nó tủi thân lắm. Mình đúng là người bất hạnh nhất thế giới. Phải chi mình đừng lớn lên, phải chi ba đừng bắt mình đến trường nữa. Jim, Bin, Alex ơi. Dạ. Ồ, ba mua cây giống đó ạ. Ừ, đúng rồi.
các con của ba, mỗi con hãy tự mình trồng một cái cây giống ở bất cứ đâu trong vườn nhà mình. Cây của ai trong số các con trồng lên cao lớn nhất, ba sẽ có thưởng. Dạ, ơi thích quá. Jim, con sẽ làm tốt chứ? Dạ. Hai anh nhanh nhẹn như vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc cho cây rất tốt. Còn mình... đã vậy, mình sẽ mang cái cây này vào trong phòng. Dù ở đâu nó cũng chẳng thể tươi tốt được. Ít lâu sau, cây của các anh ấy cũng khỏe mạnh như các anh ấy. Còn cái cây của mình, nó cũng yếu ớt giống như mình mà thôi. Cây nhỏ ơi, tội nghiệp mày quá. Nhưng mà không sao, mày ở trong này làm bạn với tao nha. Hai tuần sau, ba ơi, ba thấy cây của chúng con thế nào ạ? Cây lên xanh tốt, khá lắm. Jim, thế còn cây của con thế nào rồi? Con nghĩ có lẽ nó đã khô héo rồi, hoặc có sống cũng rất còi cọc ba ạ. Có lẽ ư? Ba thấy đây, con đâu có thể ra vườn xới đất, bắt sâu cho cây như các anh được. Con để nó ở bậu cửa sổ, thỉnh thoảng tưới cho nó ít nước thôi ạ. Mấy hôm nay con chưa tưới nước, nên cũng không biết nó thế nào nữa. Vậy chúng ta vào thăm nó xem sao. Ôi, ba, nhìn kìa, thật kỳ diệu. Nhưng ba ơi, sao nó không leo vào song sắt cạnh nó, mà lại leo cái song ở giữa ạ? Ba biết rồi, vì chỗ này có ánh sáng chiếu vào. Cái cây tuy sống trong bóng râm, nhưng luôn cố vươn mình hướng về ánh sáng, để tổng hợp diệp lục, nuôi cây và lớn lên khỏe mạnh. Ồ, cái cây mà cũng biết làm vậy sao ba? Cây nào trong tự nhiên cũng đều như vậy con ạ. Muốn trưởng thành, khỏe mạnh, không có cách nào khác là nó phải vươn mình ra ánh sáng mặt trời. Cái cây còn như vậy, huống chi là chúng ta. Ba! Jim, con có thể mạnh khỏe như cái cây này được không? Hãy bước ra khỏi bóng râm để hướng về ánh sáng. Ba! Con sẽ làm được, con sẽ gắng hết sức mình. Phải thế chứ, con trai. Ba ơi, nhưng trước hết con phải chuyển cái cây này ra vườn đã. Lâu nay nó đã chịu thiệt thòi quá rồi. Đúng rồi con à, cây giống này ba con mình mang ra vườn. Ngày con trưởng thành, nó cũng sẽ lớn lên thành cây lâu niên, lá hoa rực rỡ. Ba tin, con là một cậu bé đầy nghị lực, hãy luôn vươn lên nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!